Trường 510, quân thượng đã quên, ngươi cũng đã quên sao? Ngay cả luôn luôn đau sủng chính mình nữ nhi phượng xâm cùng thiên quân, nghe được lời này đều có chút không nỡ nhìn thẳng nghe một chút, lời này nói, còn có thể nghe sao? Thái giáo, kia huyết tinh trường hợp, bọn họ một đám thân kinh bách chiến gia hỏa nhìn đều cảm thấy đáng sợ, đến nàng nơi này tự nhiên chính là thai giáo. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, ai biết nàng trong bụng vật nhỏ, sẽ trưởng thành thành một cái cái dạng gì tồn tại bất quá ngẫm lại này vợ chồng hai người, xưa nay cũng đích xác đều là tàn nhẫn độc ác, sát phạt quả quyết, sinh ra hài từ, khả năng cũng nên là loại này. Chỉ cần ngẫm lại cái kia cảnh tượng, mọi người đều là một trận vô ngữ. Nhưng mà hiên viên đêm nghe vậy, lại là môi mỏng hơi trọn, mắt phượng bên trong nguyên bản chảy xuôi vài phần lo lắng khẩn trương chi sắc đều chuyển biến vì một cổ không chút nào che giấu kiêu ngạo. Đây mới là hắn hiên viên đêm đặt ở đầu quả tim nhi thượng nữ nhân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không có chỗ nào mà không phải là hắn yêu nhất bộ dáng ngay cả lời này cũng nói rất hợp tâm ý hắn ôm lấy nàng eo nhỏ tuy rằng còn nhìn không ra nàng thân hình biến hóa nhưng là cũng đã dự cảm đến vật nhỏ này tương lai nhất định không giống người thường hắn hòa nhã nhi hai từ tự nhiên là tốt nhất nhìn hai người vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng mọi người một trận không nói gì cuối cùng cũng chỉ đến bất đắc dĩ cười mặc kệ nó, chỉ cần đại nhân hài tử đều khỏe mạnh, mặt khác đều không cần để ý. Không có việc gì liền hảo, tuy rằng phía trước sư phụ đã cho ngươi đan dược tu dưỡng thân thể, nhưng là rốt cuộc không phải một sớm một chiều sự tình, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là phải hảo hảo chú ý, biết không? Thương ly ngay từ đầu còn có chút lo lắng, trời biết hắn từ cửa sổ nhìn đến bên ngoài kia một loạt huyết tinh kịch liệt cảnh tượng thời điểm, trong lòng có bao nhiêu lo lắng hắn cả đời không vợ không con, tự nhiên là đem Phượng Trường Duyệt coi như chính mình hài từ tới yêu thương, mắt thấy nàng có thai. Lại là so Phượng xâm thiên quân hai người còn muốn kích động hưng phấn. Từ biết tin tức này lúc sau, hắn cả người đều giống như tiêm máu gà giống nhau, cả ngày trong lòng nghĩ, trong miệng nhắc mãi, cũng đều chỉ còn lại có một việc này. Đáng thương Phượng xâm thiên quân hai vợ chồng, còn không có tới kịp hào hào thể hội một phen cha mẹ tư vị, đã bị thương ly đoạt trước. Bất quá, bọn họ cũng biết Thương Ly cùng Phượng Trường Duyệt cảm tình thập phần thâm hậu. Rốt cuộc ở Phượng Trường Duyệt đi ra Tây Tác Thành lúc sau, gặp được nhất tin cậy, đối nàng tốt nhất trường bối, đó là Thương Ly. Bọn họ tuy rằng là cha mẹ nhưng là kỳ thật kết thúc trách nhiệm cùng quan tâm, thậm chí còn không có Thương Ly cho nhiều, tự nhiên cũng liền thức thời làm ra nhượng bổ. Rốt cuộc hiện giờ sở hữu sự tình, đều xem như tạm thời trần ai lạc định, bọn họ người một nhà cũng rốt cuộc đoàn tụ, về sau có rất nhiều thời gian tới bồi thường, tự nhiên không cần so đo này đó. Huống chi tuy rằng thiên quân cũng là cực kỳ xuất sắc luyện dược sư, nhưng là rốt cuộc cùng thương ly so sánh với, vẫn là kém một đường. Hắn từ biết phượng trường duyệt có thai, liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu luyện dược, luyện chế ra ôn dưỡng thân thể an ổn thai giống đan dược cho phượng trường duyệt. Mang thai lúc đầu nhất nguy hiểm mà Phượng Trường Duyệt cố tình đã trải qua như vậy nhiều chuyện nhi, liền tính không có gì nguy hiểm dấu hiệu nhưng là mọi người vẫn là nghĩ lại mà sợ. Có thương ly như vậy cái đã đột phá thần cấp luyện dược sư cường đại tồn tại tự nhiên là cực hào. Thương ly lời vừa ra khỏi miệng lập tức được đến vài người khác nhiệt liệt tán đồng. Đúng vậy, nếu đã đã trở lại, phải hào hào mang theo nhưng ngàn vạn không cần lại tùy tiện lăn lộn. Vạn sự đều có chúng ta đâu phượng trường duyệt bị một đám người làm cho giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ trên mặt vẫn như cũ chưa từng hạ thấp hưng phấn thật sự là không biết nói cái gì hảo từ ngày đó biết nàng mang thai đến bây giờ đã vài nghe thời gian bọn họ nhiệt tình lại là một chút đều không có hạ thấp phượng trường duyệt chính mình kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng thân mình như thế nào chính nàng rõ ràng nói vài lần không có gì hiệu quả lúc sau nàng liền cũng không hề sửa đúng chỉ tùy ý bọn họ hưng phấn đi tiên quân ở một bên xem kỳ thật lòng tràn đầy lo lắng dù sao cũng là làm mẫu thân mặc kệ như thế nào đối chính mình hài tử luôn là không bỏ xuống được phía trước ở đánh với vân tiên ngân thời điểm là không có cách nào mà hiện tại rốt cuộc yên ổn xuống dưới nhìn đến nữ nhi vẫn là như vậy cũng không thập phần để ý bộ dáng khó tránh khỏi có chút nôn nóng rốt cuộc ở mẫu thân trong lòng luôn là không bỏ xuống được hài tử Huống chi, nàng phía trước nhìn thấy Phượng Trường Diệt thời điểm, vừa lúc là nàng phong ấn người một nhà gian ý bộ dáng, thập phần đạm mặc quạnh quẽ, vẫn luôn làm nàng trong lòng có một ít bóng ma. Tuy rằng lúc này dọc theo đường đi đều nhìn đến nàng đã cùng khi đó hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là cùng Hiên Viên đêm đám người nói chuyện thời điểm, đều mang theo mình sán ý cười, biết nàng đã khôi phục trước kia bộ dáng, nhưng là chính nàng trong lòng, vẫn là vẫn luôn có chút không bỏ xuống được. Mà mới vừa rồi nhìn đến kia huyết tinh cảnh tượng, nàng đều có chút run sợ, nhưng mà Phượng Trường diệt biểu tình lại không hề gợn sóng, tựa hồ sớm đã xuất hiện phổ biến giống nhau. Nàng kinh ngạc đồng thời, trong lòng lại nhịn không được này lên tới vài phần chua xót thương tiếc. Nếu không phải bọn họ thất trách nàng lại như thế nào sẽ tao ngộ như vậy nhiều chắc chờ. Trưởng thành vì hôm nay bộ dáng này, các nàng tự nhiên là thập phần kiêu ngạo, chính là nàng sau lưng ăn nhiều ít khổ, lại là không người biết hiểu. Tưởng tượng đến nơi đây, nhìn nhìn lại Phượng Trường Duyệt mặt mày chi gian ôn hòa ý cười, nàng trong lòng tự nhiên là chua xót khó làm, vì thế vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Sau lại lại là vẫn luôn đều không có nói cái gì lời nói tới. Phượng Sâm tự nhiên cảm thấy được nàng dị thường, trong lòng minh bạch nàng ý tưởng, liền xoay đề tài, nói, Duyệt Nhi, nếu sự tình đều đã giải quyết chúng ta liền không quấy giày ngươi. Ngươi liền tạm thời trước hào hào nghỉ ngơi, nhất định đến chú ý tu dưỡng, biết không? Lời này cũng rốt cuộc làm còn thập phần hưng phấn thương ly tình ngộ lại đây. Rồi sau đó vội vàng nói, đúng đúng đúng, lúc này, chúng ta liền trước không quấy giày các ngươi, hiên viên đêm, ngươi liền lưu lại hảo hảo bồi nàng, chúng ta liền trước triệt A, à, nếu đã đã trở lại. Vậy từ từ tới, không vội, không vội. Nếu nhà đầu thân thể không có việc gì, như vậy liền không cần cứ như vậy nóng này. Sư phụ này liền trở về, lại luyện chế điểm mặt khác đan dược tưởng tượng đến nàng trong bụng đã có một cái tiểu sinh mệnh quá mấy tháng liền có thể ra tới ở lúc sau hắn liền có thể ôm vào trong ngực các loại đau sùng liền nhịn không được trong lòng mềm rối tinh rối mù vừa nói thương ly một bên đầy mặt ý cười rời đi đồng thời cũng mang đi phượng xâm thiên quân đám người kia trên mặt vui sướng cùng chờ mong quả thực so phượng trường duyệt chính mình đều mãnh liệt gấp trăm lần Nhạc tiểu đường chớp chớp mắt kinh, dặn dò nàng chú ý thân thể lúc sau, cũng cùng lăng lãng cùng rời đi. Vì thế, thực mau, đại điện trong vòng, cũng chỉ dư lại hiên viên đêm cùng phượng trường duyệt hai người. Nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt phòng, trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, lại là làm người có chút không thói quen. Thấy đám kia người rốt cuộc rời đi, phượng trường duyệt cũng là nhịn không được phun ra một hơi nàng phía trước là thật sự không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên sẽ như vậy hưng phấn, thế cho nên này dọc theo đường đi, đều vẫn luôn ở bị các loại nhớ thương cùng dặn dò. Tuy rằng biết bọn họ đều là vì nàng hào, nhưng là mỗi ngày như thế, cũng thật là sẽ cảm thấy có chút sắp hỏng mất. Hiên viên đêm xem nàng mặt mày giãn ra, thật dài phun ra một hơi bộ dáng nhịn không được cười lên một tiếng. Phượng trường duyệt nghe tiếng, cũng là quay đầu tới, hướng hắn tôi nhiên cười. Hiên viên đêm trong lòng vừa động. Nàng nhất định không biết nàng lúc này cỡ nào. Mỹ. Hắn nguyên bản liền đứng ở nàng bên cạnh người, khoảng cách cực gần, lúc này càng là trực tiếp tiến lên một bước thật sâu vọng tiến nàng trong trèo mắt đen bên trong. Thân thể nhưng không việc gì, thoải mái chút sao. Phượng Trường Duyệt cười ngửa đầu cũng nhìn chằm chằm hắn, chính là kia một lát chuyện này, bọn họ chính là đại kinh tiểu quái, này vốn dĩ chính là bình thường phản ứng A, huống chi. Người ở ta bên người ta còn có thể có cái gì vấn đề. Lời này thành công lấy lòng hiên viên đêm, lập tức kéo tay nàng. Một khi đã như vậy, ta mang ngươi đi chủ điện nhìn xem. Phượng trường duyệt sừng sốt chủ điện. Một bên hỏi, một bên lại cũng là thuận theo đứng dậy, mười ngón tay đan vào nhau, cùng hắn cùng về phía trước đi đến. Chấm, hiên viên đêm gật gật đầu, không có quay đầu lại, vẫn luôn hướng phía trước đi đến. Cùng ta tới, thấy hắn như vậy bộ dáng, phượng trường duyệt cũng liền không hề đặt câu hỏi xùy vài phần nghi hoặc theo đi lên. Trùng quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mơ hồ một ít nồng đậm linh lực sương mù phiêu đãng làm người có loại phảng phất đặt mình trong với bầu trời thâm cung cảm giác. Toàn bộ sơ nguyên điện, trừ bỏ hiên viên đêm, những người khác đều là không thể tùy ý tới gần, huống chi tiến vào phương diện này. Trừ bỏ mục lãnh chi trong khoảng thời gian này bởi vì muốn trưởng quản trong thành sự vụ cùng với muốn giấu người tay mắt mặt khác thời gian, đều không có người có thể tiến vào thậm chí liền những cái đó thị vệ cũng đều là ở sơ nguyên điện ở ngoài một khoảng cách trừ phi được đến cho phép nếu không cũng sẽ không dễ dàng tới gần. Có thể thấy được nơi này thủ vệ nghiêm ngặt. Sơ nguyên điện có chủ điện cùng thiên điện, hiên viên đêm chính mình nghỉ ngơi tự nhiên là chủ điện mà ngày thường phê duyệt tấu trương thời điểm cũng đều là ở thiên điện mà bên kia thiên điện. Cũng chính là bọn họ lúc này nơi địa phương, tắc nhất quán là vương phi chỗ ở. Lúc này đây, hiên viên đêm trực tiếp an bài thương ly đoàn người tiến vào thiên điện, mục lãnh chi tự nhiên cũng là biết đến, nhưng là vì không rút dây động rừng. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người không biết tin tức này. Hiện giờ này đó lung tung rối loạn sự tình đều giải quyết, rốt cuộc cũng có thể tạm thời yên ổn xuống dưới. Mà hiên viên đêm cũng rốt cuộc có cơ hội, hoàn thành rất sớm liền muốn làm sự tình. Trung quanh không có bất luận cái gì thanh âm, chỉ có hai người tiếng bước chân, phá lệ rõ ràng. Phượng Trường Duyệt rũ mắt nhìn lại còn có thể nhìn đến kia sáng đến độ có thể soi bóng người ngọc thạch mặt đất phía trên, hai người thân ảnh. Đôi tay giao nắm, mười ngón giao nhau, là nhất triền miên lưu luyến tư thái. Mà hai người thân ảnh, một người cao lớn, một cái nhỏ xinh, một chiếc một sau, lại ai đến cực gần, ai nấy đều thấy được tới, này hai người thân mật. Phượng Trường Duyệt nhìn, thế nhưng nhất thời có chút giật mình nhiên mười ngày phía trước nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến còn sẽ có cơ hội cùng hắn như vậy nắm tay mà đi trong lúc nhất thời lại là có chút mặc danh cảm khái cùng với một tia không thể miêu tả may mắn như vậy nhiều trắc trở như vậy nhiều tra tấn đều không thể đưa bọn họ tách ra thiên địa không thể nàng cũng không thể bởi vì nàng trong lòng vẫn luôn đều không có đình chỉ quá yêu hắn nha nàng nhìn kia ảnh ngược màu đen ngọc thạch phía trên hình dáng thập phần rõ ràng thậm chí liền dung sắc đều có thể nhìn thấy vài phần đào có chút giống là gương giống nhau nhưng là lại bởi vì phiêu đãng màu trắng linh lực sương mù mang theo vài phần mông lung giống như sương mù xem hoa giống nhau hắn dáng người đỉnh bạt cao dài mặc dù chỉ là một cái ảnh ngược cũng vẫn như cũ có thể thấy được này khó gặp tuyệt hảo dáng người dù cho ăn mặc màu đen áo gấm bên hông màu đen ngọc đái lại vẫn là dễ dàng phát họa xuất tinh gầy vòng eo toàn thân đường cong đều lưu sướng như trên tiên tỉ mỉ miêu tả, tóc đen buông xuống, có gió nhẹ phất tới, góc áo nhẹ nhàng. Mà tuấn lãng thanh quý dung nhan, càng là hoàn mỹ giống như nhất tỉ mỉ chạm ngọc đó là hơi hơi dơ lên cầm, cũng tự hồ mang theo một cổ làm người say mê lực lượng. Người nam nhân này, quạnh quẽ tôn quý, bá đạo lãnh tuyệt toàn thân, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian nhất thịnh cảnh. Nguyên tưởng rằng cứ như vậy tính chính là vòng đi vòng lại hắn vẫn là nắm tay nàng, như vậy khẩn. Hai người cứ như vậy nắm tay mà đi, an tĩnh không tiếng động, tiếng bước chân như là rừng ở trái tim, từng cái, mang theo làm người an tâm lực lượng. Nghĩ nghĩ, khóe miệng nàng nhịn không được hơi hơi dơ lên lên, trong lòng như là đột nhiên nở rộ vô số phồn hoa giống nhau, có tinh mịn mà triền miên ngọt ấm áp, từ đáy lòng chỗ sâu nhất trào ra. Dần dần lan tràn đến khắp người, làm nàng cả người đều có chút huân huân nhiên lên tựa hồ cảm thấy được nàng động tĩnh, hiên viên đêm quay đầu xem ra, thâm thúy mắt phượng đang xem đến nàng mặt mày phía trên ý cười thời điểm, cũng nhịn không được mang lên vài phần vui mừng. Rồi sau đó, theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại là nhìn đến kia ngọc thạch phía trên, chiếu ra hai người giao điệp thân ảnh. Hắn ánh mắt hơi thâm, làm như lơ đãng hỏi, Duyệt Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn thanh âm thực nhẹ, như là sợ quý nhiễu nàng, rồi lại mang theo một cổ ẩn ẩn dụ hoặc như là đang chờ đợi cái gì nhìn chằm chằm nàng thanh lệ dung nhan. Hiên viên đêm tay không khỏi hơi hơi buộc chặt, ta suy nghĩ trên thế giới này tốt nhất nam nhân là ta a. À. Nàng làm như vô tình, không cần nghĩ ngợi nhẹ giọng nói. Hiên viên đêm chỉ cảm thấy trái tim chỗ sâu nhất như là có một góc chợt sụp đổ, vô pháp khắc chế luôn hãm. Nhưng mà từ kia bên trong, rồi lại trào ra vô số cuồng liệt vui sướng tới loại cảm giác này vô pháp miêu tả lại là nháy mắt làm hắn tâm bị vút phẳng phẳng phất phía trước hết thầy đều có thể như vậy đạm nhiên cười mà qua đúng vậy hiện giờ nàng trở về tay liền ở hắn trong tay tươi cười như thế rõ ràng chóp mũi là trên người nàng quen thuộc nhàn nhạt hương khí còn có cái gì có thể so này càng tốt huống chi nàng lời nói như vậy dễ dàng liền lay động hắn tâm Phượng Trường Duyệt nói ra lời này, mới bừng tỉnh hắn đang nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn lại, chính vọng tiến hắn mang theo ý cười mắt Phượng bên trong. Thật sự, hắn tới gần một bước, thanh âm trầm thấp hơi khan. Nàng cũng hoàn toàn không ngượng ngùng, ngược lại mặt mày chi gian tràn đầy một cổ kiêu ngạo chi sắc. Đương nhiên thật sự, nàng Phượng Trường Duyệt nam nhân, tự nhiên là này thiên hạ tốt nhất nam nhân. Hiên viên đêm cười ánh mắt hơi thâm lại là lôi kéo nàng tiếp tục hướng phía trước đi rồi vài bước cuối cùng ngừng ở chủ điện phía trước. Phượng trường duyệt nghiêm túc nhìn lại. Sơ nguyên điện ở Vĩnh Hằng Chi thành chính giữa nhất hơn nữa là tối cao cung điện mà ở chính hạ phía trước chính là thái cực điện cũng là xử lý chính vụ địa phương. Thái cực điện một phương là thái cực trận một phương còn lại là thiên âm trung. Chính là Vĩnh Hằng Chi thành trừ bỏ sơ nguyên điện nhất tôn quý địa phương. Phượng trường duyệt xoay người nhìn lại vừa lúc có thể đem này hết thảy cảnh sắc đều ôm nhập trong mắt. Đứng ở nơi này, có thể rõ ràng nhìn đến sở hữu cảnh tượng, đặc biệt là ở giữa thái cực điện dưới, chín tầng bậc thang lan tràn mà đi, một đường thẳng đến cửa thành chính giữa. Này một cái lộ, lúc trước cũng đúng là đại hôn thời điểm, nàng đi lộ. Lúc ấy hắn liền ở thái cực điện phía trước chờ nàng, vốn dĩ ở kia mặt trên cử hành đại hôn nghi thức lúc sau, đó là sẽ lại tiến vào sơ nguyên điện. Nhưng mà khi đó, lại là ngừng ở kia thái cực điện phía trên cũng không có cơ hội bước vào này sơ nguyên điện phía trên phượng trường duyệt hơi hơi có chút hoàng thần lại là nhớ tới lúc ấy mãn thành màu đỏ vô cùng ồn ào náo động nhiệt liệt hoan hô cùng với hắn chờ đợi đã lâu đầy cõi lòng vui mừng ánh mắt hiền viên đêm đứng ở bên người nàng nhìn đến nàng như vậy nhìn thái cực điện xuất thần còn có cái gì đoán không được trung quy có chút tiếc nuối phượng trường duyệt hơi hơi thở dài Tuy rằng lúc ấy có bất đắc dĩ khổ chung, nhưng là hiện giờ nhớ tới, vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Đại hôn phía trên, kỳ thật thật sự chỉ kém cuối cùng một bước. Nàng chuyển mắt nhìn về phía hiên viên đêm, màu đen trong mắt mang theo vài phần áy náy. a à dạ. Không có gì tiếc nuối. Hiên viên đêm bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy nàng lời nói, khóe môi mang cười, ánh mắt lại là cực kỳ nghiêm túc. Hiện giờ ngươi có thể trở về, đã cuộc đời này không uổng những cái đó đều là hư chỉ có nàng đứng ở trước người trong ngực chung ở giơ tay có thể với tới địa phương mới là thật sự nói hắn dùng sức cầm tay nàng hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng lúc ấy nàng là dùng như thế nào tâm tình làm ra như vậy quyết định nếu không có là vì hắn nàng làm sao chịu đựng như vậy nhiều tra tấn vừa nói hắn một bên mang theo nàng hướng tới chủ điện trước cửa đi đến cuối cùng đứng ở trước cửa ý bảo nàng đẩy cửa ra vào xem hắn thần sắc đi rằng nhất quán bình tĩnh thong dong nhưng là phượng trường duyệt lại vẫn là cảm giác được một cổ kỳ dị dự cảm, trong lòng vừa động, không biết vì sao. Tim đập lại là bỗng nhiên nhanh một ít. Nàng tiến lên một bước mảnh khảnh bàn tay đặt ở kia nhắm chặt trên cửa trong khoảng thời gian ngắn, lại là cảm thấy lòng bàn tay ra mồ hôi. Hiên viên đêm ở bên cạnh vẫn chưa nói chuyện, chỉ là ngậm vài phần ý cười nhìn, liền như vậy lặng lặng chờ đợi. Phượng Trường Duyệt yên lặng hít sâu một hơi, rồi sau đó đẩy ra môn. Sáng lạn sáng người dương quang, nháy mắt tranh tiên đoạt sau dũng mãnh vào chủ điện trong vòng. Phượng Trường Duyệt đứng ở cửa, theo đại môn mở ra, rốt cuộc thấy rõ bên trong cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, nàng cả người đều sững sờ ở đương trường, lại là có trong nháy mắt cho rằng trước mắt xuất hiện ảo giác. Nhưng mà thực mau, hiên viên đêm thanh âm truyền đến, dừng ở trong tai. Tạp dừng ở trong lòng. Đây là ta tự mình bố trí, không biết ngươi có thích hay không?" Phượng Trường Duyệt. Sống nhau, vô pháp nhúc nhích. Hiên viên đêm cũng tựa hồ cũng không sốt ruột, chỉ tại bên người lặng lặng chờ đợi. Ai cũng không biết hắn lúc này quanh thân máu kích động cỡ nào mau không có người biết hắn chờ giờ khắc này đợi bao lâu phượng trường diệt lặng im một lát rốt cuộc nhấc chân đi vào chủ điện kỳ thật chính là hiên viên đêm chính mình tầm cung nhưng mà lúc này nó lại là đã biến thành bọn họ hai người tầm cung lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh màu đỏ mặt đất là dùng hắc diệu thạch đúc liền chỉnh thể nhìn qua thập phần đại khí hiển nhiên là hắn nhất quán phong cách nhưng mà bên trong bố trí lại là khác nhau rất lớn. Nàng đứng ở chỗ này, liếc mắt một cái đó là có thể nhìn đến bên trong, một chương thật lớn giường, mặt trên còn phô vân cẩm dệt liền đệm chăn. Mặt trên còn lại là rũ xuống hồng tiểu ti dệt liền bố màn, toàn bộ vây quanh lên, tôn quý vô song rồi lại lộ ra một cổ ấm áp mà ở bên cạnh còn lại là hồng ti mộc tì mì điêu liền ngăn tù chờ đồ vật còn có thể nhìn đến kim mặt trên nhỏ vụn được khảm một ít ma hạch chẳng những sẽ không làm nhân sinh ra tục khí cảm giác ngược lại cảm thấy thập phần tinh xảo nếu là dự trữ đồ vật tự nhiên là thập phần phương tiện mà ở bên cạnh còn có một cái giường vượng trường duyệt nhìn kỹ xem mới nhìn ra tới đó là có thể lay động nếu là nằm ở mặt trên nhất định thập phần nhàn nhã thoải mái hướng trong đi vài bước hướng bên trái nhìn lại có một cái linh thanh ngọc bình phong mặt sau thấy không rõ tích nhưng là ước chừng có thể đoán được là tắm gội địa phương bên cửa sổ còn đan sen có hứng thú phóng một ít tập phần xinh đẹp dược thảo nàng xem một cái liền biết là an thân dưỡng thân mà ở bên cạnh án thư sau còn lại là bãi không ít thư tựa hồ tùy thời có thể rút ra nhìn xem từ kia trong đó ẩn chưa ẩn ẩn năng lượng đó là có thể đoán được ấn nhất định đều là chút cực kỳ chân quý tàng thư nếu là rảnh rỗi không có việc gì liền có thể nằm ở kia giường nệm phía trên trừ một quyển sách tới nhàn tản xem ra hơn nữa căn phòng này trong vòng còn có cực kỳ ẩn nấp bầy trận liền tính không chuyên tâm tu luyện đối thân thì cũng là rất có ích lợi thậm chí kia bình phong phía trên thanh tùng thúy lâm thủy quang lâm lâm một cái nữ từ áo đỏ đứng ở nơi đó quanh thân thanh lãnh thấy không rõ dung nhan sườn mặt lại là cực kỳ tinh xảo khóe môi khẽ nhách tựa hồ đang cười tuy rằng không có miêu tả dung mạo, lại bởi vì này phân mông lung, càng thêm làm nhân tâm động, phảng phất theo nàng kia cười, cũng nhịn không được làm người muốn cùng nhau cười rộ lên. Nàng một chút xem qua đi, trong lòng như là dần dần bị cái gì tràn đầy, cả người đều có chút như ở trong mộng. Có phong từ tỉ mỉ điêu khắc cửa sổ phất tới, hồng tiểu ti theo gió mà động cơ hồ hoàng hoa nàng mắt. Nàng nhìn kia bên cạnh bãi nến đỏ, vẫn là tân. Phượng Trường Duyệt Tâm bỗng nhiên giống như là bị cái gì nắm chặt chớp chớp mắt muốn đem kia lệ ý chớp đi. Chính là, rồi lại cảm thấy luyến tiếc có chút tham lam giật mình nhiên nhìn. Hiên viên đêm không biết khi nào từ phía sau đã đi tới, khóe môi mang theo cười. Còn tưởng rằng này phiên bố trí muốn lãng phí, bất quá cuối cùng chờ đến người tới. Phượng Trường Duyệt cắn môi, không biết như thế nào mới có thể đem cuồng liệt nhảy lên tâm bình phục xuống dưới, chỉ cảm thấy cả người đều tự hồ thiêu đốt lên, giống như chỉ có làm điểm cái gì. Mới có thể hơi chút hào quá một ít. Đứng ở chỗ này, chung quanh hết thầy, đều ở tỏ rõ hắn sở hữu tâm ý, nàng thật sự rất khó tưởng tượng, hắn cường đại như vậy, tôn quý nam nhân. Muốn như thế nào mới có thể vì một nữ nhân làm được này một bước xem nàng vẫn là không nói lời nào, hiên viên đêm tiến lên một bước muốn nhìn xem nàng, diệt nhi, ngươi như thế nào. Lời còn chưa dứt, đó là bỗng nhiên bị một đôi mềm mại thơm ngọt môi anh đào lấp kín. Nàng lôi kéo hắn trước ngực vạt áo, xuống phía dưới một túm, đó là trực tiếp hôn lên hắn hơi lạnh môi. Dùng sức ngão cắn, thêm mút như là chỉ có như vậy. Mới có thể đem trong lòng những cái đó cảm xúc toàn bộ bình phục. Hiền viên đêm hơi kinh hãi, rồi sau đó đó là lập tức ôm lấy nàng eo, một tay chế trụ nàng cái ót càng thêm dùng sức hôn trở về. Dễ dàng cậy ra nàng môi, chỉ một thoáng đó là nhiệt liệt giao chiên. Nóng sực hơi thở trở nên rồn rập trong sân độ ấm nháy mắt lên cao. Trong khoảng thời gian này. Hiền viên đêm xem như đã trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên, từng nhìn đến nàng từ trái tim tuôn ra hắc ám chi giới thời điểm, hắn trong lòng giống như là vẫn luôn thiêu đốt một thốc hỏa. Chỉ là phía trước vẫn luôn ở đè nặng nhưng mà lúc này lại là dễ dàng bị nàng khơi màu tới. Ngực bụng chi gian, nháy mắt bốc cháy lên một đường hòa tới. Rồi sau đó thẳng tắp hướng tới nơi nào đó mà đi. Hắn tay càng thêm dùng sức hận không thể đem người xoa nát dung nhập cốt nhục mới hảo. Trong lúc nhất thời, hiên viên đêm trong đầu chỉ còn lại có chiếc người người này nhi hết thảy Hơi thở giao chiền, nàng thân thể là lứt đường cong vô cùng rõ ràng trong ngực trung quả thực một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc làm nhân ái không buông tay. Hắn bỗng nhiên buông ra nàng môi, bất quá là ngắn ngủn trong chốc lát, đã có chút tùy nhuận sưng đỏ, hắn xem đáy mắt nóng lên, khom lưng trực tiếp đem người chặn ngang bế lên. Hướng tới mép giường đi đến. Mà này ngắn ngủn không đương, hắn đó là lần thứ hai cúi đầu, đem người đè ở trên giường, trong khoảnh khắc lần thứ hai hôn lên đi hơi thở nóng bỏng, một màn này lại là suy nghĩ lâu lắm, hắn trong cổ họng một tiếng khàn khàn kêu rên, mắt phượng bên trong đã vực nhiễm một mảnh quyến rũ gợn sóng. Thủ hạ của hắn ý thức liền sở hướng nàng bên hông, lập tức liền phải cởi bỏ nàng bên hông ngọc đái. Phượng trường diệt thậm chí có thể cảm giác được hắn lúc này kêu gào. Cả người cũng bị hắn hôn đến thở hồng hộc ngực kịch liệt phập phồng, nguy hiểm cọ sát hắn cứng cỏi ngực. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, chính nhìn đến nàng xưa nay thanh lãnh con ngươi, đã một mảnh thủy quang, doanh doanh động lòng người không thôi. Hắn thấp thấp hừ một tiếng, tay đã bao trùm đến nàng eo bụng chi gian, nhưng mà hắn tay vừa mới chạm vào nàng bên hông, bỗng nhiên ngừng lại. Phượng Trường Duyệt cũng là bỗng nhiên ý thức được cái gì, chớp chớp mắt có chút vô tội. Ngô, giống như đã quên một sự kiện a, à, này trong bụng còn có một cái đâu? Giờ khác này, Phượng Trường Duyệt vô cùng tin tưởng, thấy được hiên viên đêm trong mắt bùm bùm hòa hoa ở vầy ra. Hắn cả người căng chặt, đáy mắt đều có chút đỏ lên, hô hấp thô nặng mà áp lực, cái chán có tinh mịn mồ hôi toát ra tới, trong lòng vô cùng ảo não, hung hăng trì một quyền. Dừng ở Phượng Trường Duyệt đầu bên cạnh. Phượng Trường Duyệt rõ ràng cảm giác được chung quanh không gian đều đang run rẩy. A à dạ ngươi có khỏe không? Phượng Trường Duyệt có chút do dự mở miệng trên thực tế xem hắn bộ dáng này. Ai đều biết hắn sẽ không hảo đi nơi nào. Hiên viên đêm không nói lời nào, chỉ là mồm to thở dốc. Còn, hảo, sao? Lúc này dừng lại sẽ muốn mạng người. Hắn hơi chút đứng dậy, không dám lại đè nặng nàng bụng nhỏ. Đầu lại là chôn ở nàng hõm vai, thanh âm có chút khan khan mà nặng nề. Đừng cử động. Thanh âm kia dừng ở bên tai khiến cho nàng một trận rất nhỏ run rẩy lại là ngoan ngoãn mà không hề nhúc nhích nàng không nói chuyện nữa hồi lâu hắn mới rốt cuộc lật qua thân đi nằm ở bên người nàng thật mạnh thở ra một hơi phòng trong vòng vô cùng an tĩnh chỉ có tiếng hít thở có vẻ phá lệ rõ ràng a à, dạ hiên viên đêm nằm ngửa đầu nhìn đỉnh đầu một mảnh màu đỏ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy buồn bực hắn cứ nhiên đã quên nàng đã có thai người này thật vất vả trở về chỉ có thể xem không thể ăn, cái nào nam nhân chịu được. Huống chi phía trước còn chưa tính, cố tình là thực tùy biết vị, liền càng hỏng mất. Hắn thở ra một hơi, rồi sau đó lật qua thân, thân thể nửa ỉ cúi đầu xem nàng. Hai người ai đến hết sức, nhưng hắn lại chỉ là đem nàng tóc chảy vuốt lại, không hề như vậy gắt gao ôm. Ngủ đi, có ta ở đây. Phượng Trường Duyệt do dự một chút cảm thấy chính mình nam nhân cũng thực sự khổ điểm còn muốn nói cái gì nhưng là xem hắn thật sâu ánh mắt chớp chớp mắt lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hiên Viên đêm một bàn tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, như là chiếu Cố Tiểu hài tử ngủ giống nhau, nhẹ nhàng hống, hết sức kiên nhẫn. Một bên dùng linh lực áp chế trong cơ thể xúc động, một bên không ngừng rót vào linh lực ôn dưỡng thân thể của nàng. Nghe kia quen thuộc lãnh hương, hơn nữa phía trước dùng đan dược còn có hắn lúc này dụ hống, thực mau nặng nề ngủ. Hồi lâu mới nghe nói Hiên Viên đêm một tiếng thật dài thở dài ở hai người khó được hưởng thụ như vậy bình thản thời gian thời điểm vĩnh hằng chi thành người lại đều là xôi trào lên vốn dĩ đại đa số người đối phượng trường duyệt đều ôm có thành kiến hơn nữa phía trước đại hôn thời điểm ngoài ý muốn cơ hồ mọi người nói lên nàng đều là mang theo vài phần không chút nào che giấu khinh thường khinh thường căm giận chi sắc chỉ cảm thấy là nhà mình quân thượng bị rót canh mới có thể bị nàng kiên nắm cái mũi đi thậm chí bị trọng thương đều vẫn như cũ chưa từng truy cứu thậm chí liền nàng vương phi chi vị cũng không chịu dao động. Phía trước không ít người đều là ôm vài phần tâm tư, rốt cuộc Phượng Trường duyệt rời đi, bọn họ đều cho rằng nàng là sẽ không trở về kia vương phi chi vị, sớm hay muộn cũng là người khác. Mọi người tự nhiên là hạ đủ công phu, muốn nhà mình nữ quyến được đến này tám ngày tôn quý. Nhưng là không thành tưởng, việc này kéo kéo, Phượng Trường duyệt lại là lại đã trở lại. Hơn nữa, vẫn là như vậy phong hoa vô song đã trở lại mặc kệ là ai cũng đều cần thiết thừa nhận nàng phượng trường duyệt thật là bằng vào bản thân chi lực cứu lại toàn bộ vĩnh hằng chi thành đây là kiểu gì ân tình nếu là cái dạng này nữ tử đều không thể trở thành vương phi như vậy liền không có người có như vậy tư cách bất quá là trong nháy mắt vĩnh hằng chi thành người đó là hoàn toàn tiếp nhận rồi phượng trường duyệt hơn nữa thập phần tôn sùng mà những cái đó nguyên bản còn có vài phần tâm tư nhìn đến tình cảnh này tự nhiên là hành quân lặng lẽ dám đánh cái này chú ý cũng đều là nhân tinh lúc ấy tuy rằng không có cảm thấy bất quá sự tình qua đi lúc sau lại cẩn thận ngẫm lại lại là nghĩ thông suốt không ít chuyện lúc ấy quân thượng chậm chạp không xuất hiện lại là ở vương phi gặp được nguy hiểm nháy mắt liền ra tới như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp sự tình cơ hồ có thể khẳng định hắn lúc ấy nhất định sớm đã đang âm thầm quan sát mới có thể như vậy kịp thời ra tay mà hắn nếu ở vương thành bên trong tự nhiên biết tình thế nguy cấp nhưng là lại cố tình chưa từng ra tay. Nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện lại là Phượng Trường Duyệt. Liên tưởng đến này trước sau nhân quả quan hệ còn có cái gì tưởng không rõ. Quân thượng đây là thiết hạ một cái bộ chờ bọn họ hướng bên trong toàn đâu. Bất quá, liền tính đã biết, cũng không có gì dùng. Quân thượng làm như vậy rõ ràng, bênh vực người mình chỉ ý rất rõ ràng, hắn chính là muốn lấy lần này cơ hội, làm mọi người thừa nhận phượng trường duyệt địa vị. Mọi người trong lòng ước lượng một phen, tự nhiên là không hề tính toán lộng cái gì chuyện xấu. Không nói đến quân thượng không mừng, phía dưới bá tánh cũng có thể mắng chết bọn họ. Trong lúc nhất thời, chúng ra sôi nổi thay đổi chú ý. Nguyên bản tham tố khuyên nhủ hắn nạp phi toàn bộ biến thành đối phượng trường duyệt ca công tụng đức không ít hoài xuân nữ tử trong lòng thất vọng. Bất quá cũng không lay truyền được nhớ tới ngày đó nhìn đến kia cảnh tượng quân thượng kiểu gì tôn quý vô song một người tâm tính quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn. Từ hắn đối những cái đó huyết y nhân thủ đoạn bần có thể thấy được tới quân thượng vẫn như cũ là như vậy tàn nhẫn độc ác quân thượng. Chính là ở đối mặt cái kia nữ tử thời điểm lại là vô cùng ôn nhu. Dù cho nàng kia, đã từng đi ra như vậy làm hắn thương tâm sự tình, hắn cũng vẫn như cũ không chút nào để ý, nàng kia gặp được nguy hiểm, trước tiên chạy đến. Thậm chí chỉ là bởi vì nàng kia tự hồ có chút không thoải mái, đem mọi người bỏ xuống, mang theo nàng rời đi. Như vậy si tình, nào có nữ tử không hâm mộ. Bất quá càng là như vậy, chúng nữ tâm cũng liền càng đảm. Rốt cuộc người như vậy, tâm cũng liền cho một người, các nàng đi, cũng bất quá tự thảo mất mặt. Trong lúc nhất thời, bởi vì còn muốn làm bạn lão bà dưỡng thai quân thượng buông tay mặc kệ, mục lãnh chi vẫn như cũ vô cùng gian khổ xử lý trong thành lớn nhỏ sự vụ. Nhìn trước người một đống sổ con, mục lãnh chi rốt cuộc nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Này đều chuyện gì? Quân thượng nhưng thật ra cao hứng, tức phụ nhi truy đã trở lại, dốc hết sức cao hứng, hắn làm sao bây giờ? Mấy năm nay hắn tuy rằng ở bên ngoài âm thầm truy tra vân thiên ngân gì đó không phải thực nhẹ nhàng, nhưng là cũng tuyệt đối so với hiện tại tiêu giao sung sướng A. Hiện giờ bị nhốt ở chỗ này, quân thượng đã trở lại cơ nhiên còn muốn như vậy, thật sự là không chỗ nói rõ lý lẽ. Vương Phi có thai tin tức tạm thời còn không có công bố, quân thượng ý tứ là quá một đoạn thời gian ngắn, hết thầy vững chắc lại nói, rốt cuộc hiện giờ vừa mới yên ổn xuống dưới. Còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý nếu này tin tức truyền ra đi, chỉ sợ còn sẽ mang đến một ít bất an nhân tố. Mục lãnh chi hư lạnh một tiếng, hắn nhưng thật ra cảm thấy quân thượng chỉ là muốn nhiều hơn độc chiếm vương phi một đoạn thời gian thôi. Rốt cuộc lớn như vậy tin tức lúc sau còn nếu không thiếu lan lộn đến lúc đó quân thượng nói không chừng đã bị một đám chúc mừng người tễ đi ra bên ngoài. Bất quá, nghĩ đến thương ly mấy người kia, mục lãnh chi lại hắc hắc cười vài tiếng. Có kia mấy cái kỳ thật cũng đã đủ quân thượng đối phó rồi. Rốt cuộc kia mấy cách chính là hắn cũng không dám vì tiện minh tranh đoạt. Lại lần nữa vì chính mình mệnh khổ thở dài một tiếng. Lại là bỗng nhiên nghe được một trận vội vã tiếng bước chân truyền đến. Mục lãnh chi đỉnh mày một trọn lại là đã nghe ra người đến là ai, lập tức nho nhã trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường xuân phong ý cười tới. Phanh, đại môn bị người đá văng một đạo đĩnh bạc thẳng thắn thân ảnh đó là trực tiếp vọt tiến vào mục lãnh chi ngươi có ý tứ gì người tới thanh sắc cực lãnh đổ ập xuống đó là không lưu tình chút nào chỉ trích toàn bộ vĩnh hằng chi thành có như vậy can đảm lại là không có mấy cái mục lãnh chi chậm gì gì ngẩng đầu nhìn lại nhìn đến người nọ luôn là bình tĩnh tự phụ dung nhan thượng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ nhất thời tâm tình vui sướng tò mò hỏi nga ta lúc ấy ai nguyên lai là một đại tiểu thư như thế nào, hôm nay ngươi như thế nào con này phân nhàn hạ thoải mái, chạy tới ta nơi này? Đừng giả ngu, ngày đó sự tình, ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Nếu không hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ ra cái này môn. Mộ hạ khuôn mặt nhỏ lạnh băng, bồi dưỡng nhiều năm quý nữ khí chất ở mục lãnh mặt trước luôn là dễ dàng phá công. Lúc này nàng nhìn hắn, vốn là lòng giả không thuận, hắn cư nhiên còn cố ý hỏi lại. Thật là làm bộ làm tịch thực. Mục lãnh chi về phía sau một dựa, lười nhắc nhìn nàng, khóe môi ý cười hơi thâm. Nguyên lai mộ đại tiểu thư không nghĩ ta ra cái này môn. Cũng hảo, có mộ đại tiểu thư tương bồi. Đó là ba ngày không cho ta ra cửa ta cũng là cam nguyện. Ngươi! Mộ hạ nhất thời bị tức giận đến hỏa khởi, mấy năm không thấy, mục lãnh chi hiện giờ ra mặt thật là càng thêm dày. Mộ hạ nguyên bản trong lòng chỉ là ba phần tức giận. Bất quá lúc này bị hắn như vậy một kích tức khác thành bảy phần biết ta là hắc sát người không có mấy cái, ngươi chính là trong đó một cái. Nếu không phải ngươi, lăng mộc như thế nào sẽ biết ta là nữ tử? Bởi vì lúc ấy tình thế nguy cấp nàng đó là bất chấp rất nhiều, trực tiếp ra trận, kết quả lăng mộc cư nhiên căn bản là không có trực tiếp đấu võ ý tứ, nhưng thật ra bạch mù nàng một phen chuẩn bị. Nhưng là làm nàng bực bội, không phải thân phận tiết lộ, rốt cuộc ra tay thời điểm, cũng đã làm tốt chuẩn bị. Mà là mục lãnh chi rõ ràng đã cùng lăng mộc âm thầm câu thông hào nàng cư nhiên mày may không biết, như vậy ngây ngốc sông lên đi quả thực quả thực mất mặt. Cái loại này như là bị người đùa bỡn với trong tay cảm giác phi thường khó chịu. Nàng không có nói xong, nhưng là mục lãnh chi đã biết nàng tâm tư, lại là thần sắc bất biến, nói. Nói cho ngươi thì lại thế nào? Mộ hạ một nghẹn. Đúng vậy, nói cho nàng lại như thế nào? Nàng bản thân liền không có tư cách biết. Quân thượng đem vĩnh hằng chi thành giao cho hắn, tự nhiên hắn có hết thảy quyền lợi có thể miễn với lăng gia vây công, tự nhiên là tốt, nàng lại có cái gì nhưng tức giận. Ngay cả xích một cùng mặc tứ, không cũng không biết sao. Bọn họ mấy cái ở minh, nàng ở trong tối, vốn là không cần phải biết này đó. Nhưng, trong lòng chính là có một đoàn hỏa, vô pháp tắt. Ta là không cần thích biết, nhưng ngươi tự hồ cũng không cần phải, đem ta tin tức nói cho lang mộc đi. Lăng mộc từ lúc bắt đầu liền biết thân phận của nàng. Chẳng lẽ nàng còn so ra kém một cái ngoại tộc người? Mục lãnh chi lại là ý cười hơi liễm, không nói gì. Mộ hạ thấy vậy, càng thêm tức giận, tiến lên tới gần, nhìn chầm chầm mục lãnh chi, nói, như thế nào, ngươi nói không ra lời sao. Không có lý do gì sao. Mục lãnh chi dương mắt nhìn nàng, dần dần đứng dậy. Mộ hạ bị hắn xem đến hoàng hốt rồi lại không nghĩ thua khí thế, liền cứ như vậy cùng hắn đối diện, trong ánh mắt tựa hồ có thể toát ra hỏa tới. Rồi sau đó, liền nghe được mục lãnh chi nhàn nhạt nói người muốn biết lý do. Mộ hạ gật đầu, nàng không thể chịu đựng loại này không thể hiểu được bị người khống chế cảm giác. Mục lãnh chi thân thể hơi hơi trước khuynh, hai người nhanh chóng tới gần. Mộ hạ cũng không chịu nhận tua lui về phía sau, hai người cơ hồ chóp mũi tương để. Hắn thanh âm, không giống dĩ vãng mang theo ý. chương 511 Thánh Vực. Mộ hạ nghe được hắn hô lên cái tên kia, đáy mắt đó là hiện lên một tia thay đổi thất thường quang, nguyên bản nghe hắn nói cái kia lý do là chính mình thời điểm. Trong lòng còn đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Sau câu nói kia, đó là giống như một chậu nước lạnh đâu đầu mà xuống. Đem đáy lòng kia một tia không rõ cảm xúc đột nhiên tưới tắt toàn bộ thân thể đều từ trong ra ngoài có chút rét run. Nàng nhất thời chố mắt mục lãnh chi thấy nàng thần sắc có chút hoảng hốt trong lòng rốt cuộc có chút không tha, liền hoãn ngữ khí, lui về phía sau một bước trầm giọng nói, có một số việc. Ta tuy rằng không nói, nhưng nói vậy ngươi cũng biết đúng mực. Chấm, quân thượng sự tình tạm thời không nói, lúc này đây sự tình lúc sau, cũng coi như là tạm thời trần ai lạc định, ngươi trong lòng cũng không cần nghĩ nhiều. Mộ hạ giữa mày nhíu lại, biết mục lãnh chi không muốn nói chuyện nhiều việc này, liền cũng đem trong lòng gợn sóng áp xuống. Thấy nàng thần sắc khôi phục bình tĩnh, mục lãnh chi tâm trung cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt rồi lại hiện lên vài phần ý cười. Người nếu là bởi vì ta không có nói trước báo cho cùng ngươi mà sinh khí kia thật đúng là nguyện vọng ta, rốt cuộc việc này, để cập trọng đại, trừ bỏ lâm viễn, đó là xích một cùng mặc tư đám người. Ta cũng là không có công đạo, ngươi này khí thật đúng là sinh không đúng rồi. Ai nói ta là bởi vì này mộ hạ theo bản năng hô lên một tiếng, nhưng là dây lát nhìn đến hắn kia trong mắt ngậm ý cười, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Đó là sinh sôi nút xuống sắp buột miệng tốt ra nói. Nga, nói như vậy ngươi không phải bởi vì nguyên nhân này. Mục lãnh chi thần tình thản nhiên. Ta đây thật đúng là không biết ngươi rốt cuộc là vì cái gì sinh khí. Trong thành rốt cuộc đại hoạch toàn thắng, mặc tứ tên kia còn bị điểm ra thịt thương người hiện giờ lại là hoàn hảo không tổn hao gì, lại không biết sốt cuộc có cái gì nhưng sinh. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói lời này, mộ hạ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lại là không quan tâm trực tiếp quay đầu liền đi. Mục lãnh chi khóe môi cười khẽ, ngược lại đó là nghe được một đạo thật mạnh quang ngã môn thanh truyền đến kia một mặt mảnh khảnh bóng người đã biến mất ở trước mắt. Hắn mới không nhanh không chậm về phía sau một dựa, trong mắt ý cười thâm chút khi trở về lâu ngày liền cảm thấy những việc này trung quy vẫn là có chút nhàm chán quả nhiên vẫn là nhìn xem nàng như vậy tức giận bộ dáng thú vị nhiều bất quá bên kia mộ hạ sắc mặt lại là cũng không đẹp thẳng xem một bọn thị về đều bất đắc dĩ lắc đầu mỗi lần vị này cùng bên trong vị kia đụng phải tổng cũng là tan rã trong không vui thật không biết hai vị này là khi nào kết hạ sống núi nhìn luôn luôn bình tĩnh tự phụ mộ đại tiểu thư vẻ mặt ủ rột rời đi, mọi người đều là im như ve sầu mùa đông. Nếu là có mắt sắc ngừng đầu đó là có thể nhìn đến, mộ hạ sắc mặt còn có chút hồng. Bất quá, liền tính nhìn đến, cũng nhiều lắm tưởng bởi vì rồi sau đó bên trong vị kia tranh chấp mà kích động có chút đỏ lên. Rốt cuộc kia một tiếng quang ngã môn thanh, thật là làm nhân tâm kinh run sợ. Này toàn bộ vĩnh hằng chi thành, dám như vậy trực tiếp cấp mục lãnh chi quang ngã môn, chỉ sợ cũng là không có vài người. Mọi người không nói một lời, tùy ý mộ hạ lập tức rời đi. Mộ hạ cũng là dưới chân sinh phong, lại là chớp mắt đã không thấy tam hơi bóng người. Sau một lúc lâu, mới có thị vệ nghi hoặc mở miệng, mộ đại tiểu thư làm sao vậy? Như thế nào giống như phía sau có thứ gì đuổi theo giống nhau? Có người lập tức nói tiếc, kia há là chúng ta có thể vọng ngôn tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Trong lúc nhất thời, lần thứ hai khôi phục lặng im. Mọi người chỉ đương mộ đại tiểu thư cùng mục đại nhân là thói quen khắc khẩu, vẫn mà rời đi, lại không người biết hiểu, mộ hạ lúc này mặt đỏ, một nửa là khí, một nửa lại là xấu hổ buồn bực. Nàng này một đường bôn tập thẳng đến về tới mộ phủ, cũng vẫn như cũ là thẳng tắp hướng tới chính mình phòng mà đi. Nửa đường lại không tưởng, cặp mộ kỳ. Hạ nhi, ngươi đã trở lại. Mộ kỳ đầy mặt vui mừng, vừa lúc nhìn đến chính mình nữ nhi trở về, lập tức liền vui tươi hớn hở tiến lên, kết quả vừa đi tiến, liền nhìn đến nàng biểu tình tựa hồ có chút không đúng. Lập tức thần sắc vừa chậm, nhíu mày. Hạ nhi, ngươi như vậy là làm sao vậy? Chính là bị ai khi dễ? Đãi cha tiến đến giáo huấn một chút cái nào đuôi mù. Mộ kỳ lời này, đảo thật là xem nhẹ hắn này thương thức bảo bối. Này vương thành bên trong, dám khi dễ mộ hạ, thật đúng là không mấy cái mộ hạ không nghĩ giải thích quá nhiều nhưng trước mắt dù sao cũng là chính mình thân cha đành phải hoãn hồi sức nói không có việc gì ta chính là có nhất chiêu không cân nhắc hảo tâm tình không tốt lắm ngài không cần lo lắng biết nữ chi bằng phủ mộ kỳ nhìn đến nàng bộ dáng này đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa gạt qua đi mộ hạ thiên phú tuyệt hảo xưa nay cực nhỏ ở tu luyện thượng có cái gì yêu phiền huống chi nàng này phong trần mệt mỏi bộ dáng, rõ ràng là từ bên ngoài hướng trở về, khẳng định là bên ngoài ra chuyện gì. Bất quá thấy nàng như vậy bộ dáng, hiển nhiên là không muốn nhiều lời, nghĩ nữ nhi cũng lớn. Có chính mình chủ kiến, liền giảng trong cổ họng nói đều nuốt đi xuống, chỉ nói, người không có việc gì liền hảo, có một số việc cấp không được. Người cũng là cái có chừng mực, nhưng không cần thiết vì một ít vụn vặt sự tình hỏng rồi tâm tình. Nhớ kỹ, người chính là mộ gia đại tiểu thư. Mộ hạ nghe vậy, thần sắc cũng hào một ít gật gật đầu, cha yên tâm, nữ nhi biết. Mộ kỳ thần sắc chấn an gật gật đầu, rồi sau đó đó là không hề hỏi nhiều, nhìn nàng vài lần, mới chậm rãi rời đi. Mộ hạ cũng thả chậm bước chân, hướng phía trước đi đến. Nghĩ đến chính mình như vậy, cùng những cái đó có kình tiểu thư có cái gì khác nhau. Này một đường đi tới, trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều, lúc này mộ kỳ hơi chút một khuyên giải, đó là trong sáng rất nhiều tâm tình cũng hảo một ít nàng không tự giác nắm chặt nắm tay, nghĩ đến chính mình phía trước ở mục lãnh mặt trước lại là như vậy thất thố thật là mất hết thể diện. Không khỏi trong lòng ảo não, nhưng là lúc này cũng không tế với sự chỉ phải mặc kệ. Nàng phun ra một hơi, nhìn về phía sơ nguyên điện phương hướng. Chỉ có nàng biết vì sao đơn giản hai câu lời nói sẽ đem nàng kích thích như thế nổi giận đùng đùng. Nói đến cùng kỳ thật cũng bất quá là bởi vì kia lăng mộc ở dẫn người rời đi thời điểm đạm cười nhẹ giọng lưu lại một câu. Có người dặn dò tại hạ trăm triệu không cần thương gặp một tiểu thư tánh mạng, tại hạ tự nhiên là muốn tuân thủ hứa hẹn. Nàng lúc ấy còn mê mang, nhưng là lúc sau hồi tưởng lên. Lại là tức khắc hiểu rõ. Làng già như vậy, nhất định là đã sớm cùng vương thành bên trong thông đồng tốt cho nên lâm viễn lúc ấy mới có thể không quan tâm trực tiếp từ bỏ bên kia. Rồi sau đó trực tiếp vọt vào vương thành bên trong, tập nã những cái đó trà trộn vào tới huyết y nhân. Tuy rằng có hắc sát chấn thủ, nhưng là mặt khác mấy cái cửa thành đều có xích một mặt tứ chờ tướng lãnh thủ vệ, vì sao cố tình bên này dễ dàng liền buông tay. Dù cho sau lại nàng trực tiếp trên đỉnh, nhưng là về điểm này khe hở thời gian, vẫn là thập phần nguy hiểm. Nguyên là bọn họ đã sớm thương lượng hào. Nàng đối này nhưng thật ra cũng không tức giận, rốt cuộc việc này đích xác sự tình quan trọng đại, nàng không hiểu được cũng không có gì. Chỉ là, không nghĩ tới lang mộc còn có như vậy ước định lăng mộc xuất lĩnh lăng ra người tới đây này trung gian đủ loại có thể thương lượng bố cục vương thành bên trong người bất quá kia một cái thôi cho nên như vậy hứa hẹn là cùng ai ước định cũng là không cần nói cũng biết chỉ là hai người sớm đã không có bất luận cái gì quan hệ không đúng là chưa từng có qua cái gì quan hệ nàng nơi nào dùng ra hòa kia không duyên cớ nhiều chuyện Nghĩ đến đây, nàng trong lòng lại là lại nghĩ tới mục lãnh chi không ngừng tới gần, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói câu nói kiên nếu là ta nói, cái kiên lý do, là ngươi đâu. Không biết vì sao, lời này đó là vẫn luôn ở trong đầu xoay quanh, nháo đến nàng lòng tràn đầy bực bội. Nếu hắn trong lòng phàm là có nàng, lúc trước liền sẽ không rời đi. Cũng sẽ không làm những cái đó sự tình. Hiện giờ bộ dáng này, lại là làm cho ai xem. Bên này nghĩ, rồi lại nhớ tới mục lãnh chi cuối cùng nói, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Có một số việc vẫn là toàn bộ đè ở đáy lòng, vĩnh không nghĩ khởi hào. Mà bên kia, Phượng Trường Duyệt nhưng thật ra khó được ngủ một cái hào giác. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn mệt mỏi bôn ba, phía trước vội vàng triệu hoán thu thập thần hỏa, nhưng là theo sau liền phát hiện trong bụng hai tử tồn tại. Liền bắt đầu nghĩ cách giấu giếm vật nhỏ này, lấy hy vọng tránh đi thiên địa năng lượng đuổi giết quan trọng nhất chính là, lúc ấy nàng phong ấn nhân gian ý, vẫn luôn là chính mình một người, những việc này làm ẩm ý thập phần mỏi mệt. Hiện giờ cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng, mới rốt cuộc có thể hào hào nghỉ ngơi một lần. Chóp mũi là quen thuộc lãnh hương, quanh thân là út tiếp ngực độ ấm, hơn nữa hiên viên đêm vẫn luôn ở yên lặng đưa vào linh lực vì nàng ôn dưỡng thân thể. Nhưng thật ra khó được nghỉ ngơi cực kỳ thơm ngọt, qua hồi lâu, nàng mới từ từ tỉnh lại lọt vào trong tầm mắt đó là quen thuộc thanh quý dung nhan, này mặt mày, không có chỗ nào mà không phải là nàng quen thuộc nhất, thật sâu lạc dưới đáy lòng. Chỉ là, phía trước đã nghĩ tới cuộc đời này có lẽ vĩnh viễn vô pháp tái kiến, nhưng mà đào mắt, hắn đó là như vậy nằm ở bên người nàng, tiết cánh tay còn gắt gao ôm lấy nàng vòng eo. Hai người hô hấp tương nghe, liền tính là nàng, cũng nhất thời có chút hôn kể cảm thán chỉ là những lời này đó lúc này nói đến đều có vẻ tái nhợt nàng nhìn trong chốc lát rốt cuộc nhịn không được vươn tay tinh tế miêu tả hắn dung nhan mảnh khảnh ngón tay vẫn chưa chạm đến hắn gương mặt chỉ là như vậy cách một khoảng cách từ lạnh lùng đỉnh mày đến cao thẳng mũi từ trước đến nay giống như ngọc khắc giống nhau trên cằm nhưng thật ra sinh ra một tầng nhàn nhạt màu xanh lá hồ cha toàn bộ khuôn mặt nhìn qua đều là có chút gầy ốm có vẻ có chút góc cạnh lại là càng thêm vài phần nam nhân hơi thở dĩ vãng luôn là cảm thấy đây là cái yêu nghiệt thanh quý nam nhân, hiện giờ hắn nằm tại bên người, hiện ra vài phần gầy ốm bộ dáng, nàng lại là cảm thấy, không thể càng ái. Này nam nhân, dư lại thời gian, muốn như thế nào hoàn lại đâu? Chính như vậy nghĩ, lại là bỗng nhiên nhìn đến, trước mắt nam nhân, lại là chậm rãi mở mắt, cặp kim mắt phượng thâm thúy trong trèo, nơi nào là vừa rồi tỉnh lại bộ dáng rồi sau đó nàng đó là cảm giác được hắn vươn bàn tay to đem nàng mảnh khảnh tay cầm ở trong tay ấn ở trên mặt trong mắt mang theo vài phần chế nhạo cười duyệt nhi muốn sờ cứ sờ phượng trường duyệt nhướng mày xem bộ dáng này mới vừa rồi giáo huấn vẫn là không đủ ân ngươi tưởng sờ cũng có thể sờ a à bởi vì là vừa rồi tỉnh lại thanh âm nhưng thật ra khó được mang theo một tia mềm mại làm nụng ý vị Hiên viên đêm khí huyết dâng lên tức khắc ánh mắt tối sầm lại ngay sau đó nhìn đến nàng trong mắt ý cười nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt xúc tua trơn trượt mềm ấm hành ta đều tạm thời nhớ kỹ tương lai luôn có ngươi còn thời điểm phượng trường duyệt cũng không tâm tra tấn hắn liền chỉ cười hai người nói trong chốc lát lời nói phượng trường duyệt đó là đột nhiên hỏi nói a giả mấy người kia ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí này hỏi tự nhiên là đông phương vân phong cùng việt kiếm hút đám người Đông Phương Vân Phong còn hảo tuyết nhưng Việt Kiếm Húc dù sao cũng là tạp Tây Nhĩ phụ thân. Tuy rằng phía trước A à, dạ nói thực minh bạch xem ở tạp Tây Nhĩ mặt mũi thượng Tạm thời sẽ không muốn Việt Kiếm Húc đánh mạng nhưng. Hiên viên đêm nghe vậy thần sắc bất biến đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Yên tâm, hiện giờ bọn họ đều nháo không ra cái gì bọt sóng tới. Việt kiếm húc tuy rằng đầu óc vụng về chút mưu toan liên minh công phá vĩnh hằng chi thành, nhưng là này lúc sau, bọn họ nói vậy cũng đều biết được người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Lúc sau nhất định sẽ không lại làm ẩm ý, huống chi. Huống chi, tạp tây nhĩ đối cái này cha rốt cuộc có vài phần cảm tình, người khác không biết, hắn lại là rõ ràng. Này cũng chính là tạp tây nhĩ không ở, nếu là hắn ở. Chỉ sợ có thể trực tiếp đi lên đem chính mình cha tấu bất quá sốt cuộc hiện giờ hắn sinh tử chưa biết, Việt kiếm húc bọn họ tánh mạng, vẫn là muốn lưu trữ, trở về giao cho chính hắn xử lý càng tốt. Những việc này giao cho bọn họ liền hào, người không cần để ở trong lòng. Phượng Trường Duyệt gật gật đầu, lại là nhớ tới mặt khác một sự kiện. Việt gia nhưng thật ra hào tuyết chỉ là đông phương gia. A giả, người khế ước Hoàng Kim Cự Long, nó hay không có thể xác định Long tộc thật sự đã hủy diệt. Hoàng Kim Cự Long thân phận, là không thể nghi ngờ, đó là long tộc cuối cùng chân quý nhất tồn lưu duy nhất huyết mạch. Nhưng là, nếu long tộc thật sự hủy diệt như vậy Đông Phương Vân Phong cuối cùng triệu hồi ra tới kia thanh long, rồi lại là chuyện như thế nào? Nói nơi này, hiên viên đêm mi sắc hơi hơi một ngưng. Trên thực tế, hắn phía trước cũng vẫn luôn cho rằng long tộc là thật sự hủy diệt nhưng là từ vân tiên ngân giao thủ, hắn phá chết mà sinh lúc sau, lại là rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa ta là biết một chút sự tình, phía trước thời gian cấp bách liền cũng vẫn luôn không có cùng ngươi đã nói. Hiên viên đêm thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng bất quá là đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau nói, nhưng mà Phượng Trường Duyệt lại là trực giác cảnh giác lên, biết này câu nói kế tiếp. tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, theo sau, liền nghe được hiên viên đêm nhàn nhạt nói. Ngày đó lúc sau, ta trong đầu, bỗng nhiên nhiều một ít đồ vật có chút vụn vật lại là cũng không hoàn toàn phía trước ta cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng là thẳng đến nhìn đến kia thanh long thời điểm mới phát giác một ít không thích hợp. Hắn nhìn Phượng Trường Duyệt đôi mắt chậm rãi nói, bởi vì ta bỗng nhiên nhớ tới, long tộc vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt. Việt kiếm húc cùng Đông Phương Vân Phong hai người ngay sau đó bị giam giữ lên, là phi bởi vì quan tâm tập Tây Nhĩ tình huống, cũng là giữ lại bởi vì hiên viên đêm cuối cùng kia lời nói cùng với phía trước Việt gia cùng đông phương gia tộc đều làm ra thỏa hiệp mấy người tánh mạng nhưng thật ra tạm thời bảo vệ. Đồng phương vân phong thân thể bị thương, đó là vẫn luôn ngốc tại nhà tù trong vòng, biết chính mình trốn không thoát đi, đó là vẫn luôn lặng im dưỡng thương. Qua không biết bao lâu, mới nghe được tiếng bước chân truyền đến, đồng phương vân phong chậm rãi mở to mắt. Nhìn đến người tới cũng không ngoài ý muốn, xem ra đông phương gia chủ tại đây, nhưng thật ra thập phần tự tại. Hiên viên đêm đôi tay phủ với phía sau, thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn. Đông phương vân phong tự diễu cười, đó là không được tự nhiên lại như thế nào. Được làm vua thua làm giặc không có gì hảo tuyết. Từ cùng hiên viên đêm chân chính giao thủ, hắn mới biết được chính mình phía trước ý tưởng cỡ nào ấu chỉ. Không nói đến Vân Thiên Ngân có phải hay không bị Hiên Viên đêm bức cho chạy trốn, liền hắn này một thân sâu không lường được thực lực, hắn cũng biết chính mình ngay lúc đó ý tưởng. Tại đây người trước mặt là cỡ nào buồn cười. Những cái đó dãy sủa, càng là thoạt nhìn giống như chê cười giống nhau. Hắn cho rằng đã thắng lợi nắm, trên thực tế đối phương căn bản là không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Này so trực tiếp đánh bại bọn họ, còn muốn cho nhân tâm sinh tuyệt vọng. Nếu là phía trước chưa bao giờ nghĩ tới còn chưa tính, nhưng là cố tình là ở bọn họ cho rằng sắp đắc thủ thời điểm, chợt xuất hiện, rồi sau đó hung hăng đánh nát bọn họ ảo tưởng. Kia mới là chân chính liền tức giận đều không thể khơi dậy. Có chỉ là thật sâu tuyệt vọng. Liền tính không nói hiên viên đêm, chỉ cần là phượng trường duyệt, dựa vào kia một con màu bạc ma thú, đó là dễ dàng đưa bọn họ đông phương gia tộc đánh hoa rơi nước chảy, như vậy tranh lệch. Cũng chỉ có chính hắn trong lòng mới sáng tỏ lại nói, bởi vì ta, đông phương gia tộc hiện giờ thành như vậy hoàn cảnh, đó là thật sự đã chết, cũng chỉ quyền cho là chuộc tội. Lại có cái gì đáng sợ? Đông phương vân phong nói, ý cười châm chọc. Bởi vì này nhất thời xúc động, làm cho cả đông phương gia tộc đều lâm vào khốn cảnh, hắn đã là gia tộc say lòng người, lại có cái gì nhưng nói. Hiên viên đêm thần sắc bất biến, tựa hồ sớm đã dự đoán được hắn sẽ là như vậy bộ dáng. Tử vong, trước nay đều là nhẹ nhàng nhất sự tình các ngươi như vậy đại phí tâm tư bổn quân tự nhiên là sẽ không cho các ngươi như vậy dễ dàng mà vừa chết chăm. Huống chi bổn quân còn có chuyện muốn thỉnh giáo Đông Phương gia chủ một phen. chuyện vừa chuyển mắt vừa ám trầm, không biết Đông Phương gia chủ hay không nguyện ý báo cho Đông Phương Vân Phong trong lòng căng thẳng. Ám đạo quả nhiên tới nhưng là trong lòng sớm đã hạ quyết tâm ở hiên viên đêm chưa từng đương trường giết chết chính mình thời điểm hắn đó là cho tới giờ khác này cho nên cũng là sớm đã làm tốt chuẩn bị. Lúc này nghe được Hiên Viên đêm hỏi chuyện, thần sắc vẫn như cũ ổn định vững chắc. Ta à, bất quá một cái cầu thả người, lại có cái gì đáng giá Hiên Viên thành chủ tự mình tiến đến dò hỏi. Hiên Viên đêm cũng không thèm để ý hắn như vậy bộ dáng, chung quanh đã bày ra kết giới. Tự nhiên không lo lắng lời nói sẽ tiết ra ngoài. Sớm đã dự đoán được hắn sẽ như thế giả câm vờ điếc, Hiên Viên đêm cũng không giận giận, chỉ nhàn nhạt nói: tiên hạ nghe đồn long tộc ở vạn năm trước đã hủy diệt nhưng mà cuối cùng thời điểm đông phương gia chủ lại là triệu hồi ra một cái thanh long bổn quân thật sự tò mò không biết này thanh long lai lịch rốt cuộc như thế nào đông phương vân phong thần sắc chưa biến ngược lại là ha ha cười nguyên tưởng rằng hiên viên thành chủ cũng là gặp qua rất nhiều việc đời lại là liền long thật giả cũng phân không ra sao kia thật là ta khế ước ma thú không tôi nhưng là lại cũng không là Thanh Long, bất quá là có Thanh Long huyết thống giao long thôi. Cái gọi là Long tộc tự nhiên là sớm liền đã hủy diệt. Nếu là ta thật sự có Long tộc rơi xuống, lại như thế nào sẽ vì ý ta Đông Phương gia tộc lưu lạc đến tận đây. Lời này lại là nói thập phần có đạo lý, rốt cuộc Long tộc đích xác đã vạn năm thời gian chưa từng xuất hiện quá, nếu là Đông Phương Vân Phong thật sự biết, chẳng phải là sớm đã nghĩ mọi cách. Làm trong tộc người đều nghĩ cách khế ước Long tộc. Kể từ đó, quả thực là như hổ thêm cánh, đừng nói mặt khác gia tộc đó là vĩnh hằng chi thành, cũng có thể một trận chiến. Rốt cuộc long tộc huyết thống, thật là thập phần bá đạo lợi hại. Thiên hạ tu luyện giả, đều hy vọng có thể khế ước long tộc để cao thực lực của chính mình. Đáng tiếc Đông Phương Vân Phong nói này phiên lời nói, người khác có lẽ còn sẽ tin thưởng vài phần cố tình là cho hiên viên đêm nghe. Đồng phương vân phong nói xong, đó là nhắm mắt lại, tự hồ nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng vẫn như cũ mang theo vài phần tự diễu tươi cười. Tự hồ cũng ở trong tối than hiên viên đêm hỏi cái này lời nói thập phần hoang đường. Nhưng là ngay sau đó, hiên viên đêm nói, khiến cho đồng phương vân phong khóe miệng ý cười cứng đờ Đồng phương gia chủ, người khả năng không biết, bổn quân khế ước ma thú cũng vừa lúc là long tộc. Đồng phương vân phong đôi mắt trợt trợn to có lẽ là bởi vì quá mức khiếp sợ sắc mặt của hắn đều là chỉ một thoáng có chút tái nhợt môi hơi hơi có chút run rẩy ngay sau đó hắn cũng ý thức được chính mình phản ứng quá lớn vội vàng thu liễm thần sắc chỉ là đã chậm đông phương gia chủ ngươi vẫn là không có gì muốn nói sao lúc này ở đông phương vân phong nghe tới hiên viên đêm mỗi một chữ đều như là đạp lên chính mình trái tim thượng cơ hồ ép tới hắn không thở nổi nghe hắn vẫn như cũ ngữ khí nhàn nhạt dò hỏi, Đông Phương Vân Phong lại là khẩn trương vạn phần, hoàn toàn đã không có phía trước không sao cả. Hắn rời đi ánh mắt. Nhìn chằm chằm một bên mặt đất, đôi tay vô ý thức nắm chặt, muốn giảm bớt một chút chính mình khiếp sợ cùng khẩn trương, nề hà cặp kia mắt vượng lại là ám trầm thâm thúy. Dù cho không đi xem nam nhân kia, cũng vẫn như cũ vô pháp khống chế cảm giác được phía sau lưng từng đợt mồ hôi lạnh toát ra hiên viên đêm ánh mắt giống như lưỡi đao giống nhau, từ đông phương vân phong trên người thổi qua. Hán này phiên phản ứng tự nhiên là ở trong dự liệu. Đông phương gia chủ, người đem thanh long triệu hồi ra tới thời điểm liền hẳn là có như vậy đoán trước. Hiên viên đêm tự hồ cũng không sốt ruột, nói chuyện ngữ điệu cũng là vẫn như cũ không nhanh không chậm nhưng là đông phương vân phong cái chán lại là dần dần toát ra hãn tới hiên viên đêm hẳn là là sẽ không nói dối, rốt cuộc lúc này chính mình tại đây nhà giam bên trong, hoàn toàn vô pháp chạy thoát thăng thiên, hắn nếu là muốn chính mình tánh mạng. liền tính là có ước định ở phía trước, chỉ sợ hắn cũng là sẽ không để ý. Này nam nhân tàn nhẫn độc ác từ trước đến nay chỉ biết theo chính mình tâm tình làm việc như thế nào sẽ để ý những cái đó. Huống chi, này long tục sự tình. Hắn toàn thân máu đều tựa hồ cứng lại rồi giống nhau, nhất thời một lát cũng là không biết như thế nào ứng đối. Hiên Viên Đêm nếu thật sự cũng khế ước long tộc, như vậy hắn lúc này nói cái gì lời nói dối đều là vô dụng, ngược lại tăng thêm chuyện cười. Nhưng việc này rốt cuộc không đơn giản, hắn trong lòng thiên nhân giao chiến, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hiên Viên Đêm cũng tựa hồ cũng không sốt ruột, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, chậm rãi nói. Thế nhân đều cho rằng long tộc đã hủy diệt vạn năm. Nhưng là lại trăm triệu không thể tưởng được, kỳ thật hết thảy đều bất quá là biểu hiện giả dối thôi. Đông Phương gia tộc người từ trước đến nay am hiểu thuần thú, nhưng là tự hồ liền Đông Phương gia tộc rất nhiều người cũng không biết ngươi khế ước ma thú, chính là Thanh Long a. À. Đông Phương Vân Phong hô hấp cứng lại, trong lòng càng thêm rối rắm. Xem Hiên Viên đêm bộ dáng, rõ ràng là đã đoán được cái gì, lại hoặc là căn bản là là biết một ít nội tình. Nếu không, liền tính là nhìn đến Thanh Long xuất hiện, người bình thường cũng chỉ sẽ kinh ngạc cảm thán một phen, nhưng là lại sẽ không như vậy hùng hổ dọa người dò hỏi hắn muốn hỏi, rõ ràng là này sự tình phía sau. Đông phương gia chủ không muốn nói. Cũng là bình thường, bất quá, đông phương gia tộc bên trong người tổng sẽ không hoàn toàn không biết. Đưa bọn họ đều nhất nhất hỏi qua, nói vậy cũng là có thể được đến một ít tin tức. Bất quá, khi đó, bổn quân thủ hạ, hoặc là đó là không có bổn quân kiên nhẫn. Đồng phương gia chủ, người nói đi. Hiên viên đêm thần sắc nhàn nhạt mày mây bất giác lúc này chính mình ở uy hiếp đối phương trên thực tế hắn muốn cũng chỉ là một cái khẳng định đáp án thôi sau một lúc lâu đồng phương vân phong chậm rãi phun ra một hơi tự hồ làm ra cái gì quyết định quan trọng giống nhau ngẩng đầu nhìn thẳng vào hiên viên đêm cặp kia trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt là phía trước thua ở hiên viên đêm trên tay thời điểm đều không có xuất hiện quá thận trọng chi sắc bực này sự tình hiên viên thành trù tự nhiên không cần thiết lừa gạt với ta nếu mở miệng dò hỏi nói vậy cũng là biết được một ít chỉ là ở trả lời vấn đề của người phía trước ta muốn hỏi hỏi không biết hiên viên thành chủ khế ước là long tộc kia một chi long tộc tuy rằng mai một vạn năm nhưng là một ít tương quan nghe đồn lại vẫn là tồn tại nếu là đã biết hiên viên đêm khế ước ma thú là cái gì hắn cũng thật sớm làm tính toán hiên viên đêm nghe vậy lại là vẫn chưa nói chuyện chỉ là ngón tay nhẹ năng một đạo hùng hồn uy áp đột nhiên buông xuống Đồng phương vân phong ngực cứng lại, rồi sau đó đó là nhìn đến, hiên viên đêm phía sau, lại là xuất hiện một đuôi kim sắc. Tuy rằng chỉ là dây lát lướt qua, nhưng là đông phương vân phong vẫn là xem đến rõ ràng, tức khắc thần sắc cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn về phía hiên viên đêm. Người khác có lẽ nhìn không ra tới, hắn lại là nhận được. Xem như vậy, tình linh đó là kim sắc long lân. Mà này thiên hạ, có thể có như vậy nhan sắc long lân chỉ có trong lời đồn long tộc chí tôn hoàng kim cự long. Đó là phía trước đã làm chuẩn bị nhưng là chân chính thấy như vậy một màn thời điểm. Đồng phương vân phong trong lòng vẫn là nhấc lên sóng gió động trời. Nguyên bản cho rằng liền tính hiên viên đêm khế ước long tộc cũng nên bất quá là thanh hồng bạc hắc bốn tộc bên trong một cái lại trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là hoàng kim cự long. Hơn nữa tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nhưng là bởi vì hắn khi ước ma thú duyên cớ, hắn đối long tộc từ trước đến nay nhận được rõ ràng kia một cổ quen thuộc uy áp. Thật là long tộc không tôi. Trong nháy mắt lại là lòng tràn đầy khiếp sợ, không thể miêu tả, liền che giấu thần sắc đều quên mất. Hiên viên đêm mày kiếm hơi trọn, đông phương gia chủ, hiện tại. Người nhưng có tâm tư muốn nói một câu. Đông phương vân phong trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, nguyên là ta mắt vụng về, lại là không biết ngươi. Thôi, dù sao, bất quá là chút chuyện cũ năm xưa cũng không có gì hảo che giấu. Hiên Viên đêm mắt phượng hơi lóe, Đông Phương Vân phong trải vứt lại trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Này Thanh Long, nói là ta khế ước ma thú, nhưng thật ra không bằng nói là chúng ta Đông Phương gia tộc truyền nhân khế ước ma thú. Nguyên Lai, like, này Thanh Long vốn là Đông Phương gia tộc tổ tiên trong lúc vô tình được đến ma thú, bất quá lúc ấy này Thanh Long tuổi tác còn nhỏ. Cho nên rất dễ dàng liền trực tiếp cùng Đông Phương gia tộc tổ tiên tiến hành rồi khế ước. Bất quá bởi vì biết này Long tộc tin tức thập phần ẩn nấp, hơi không lưu ý đó là sẽ khiến cho mọi người tranh đoạt, cho nên Đông Phương gia tộc tổ tiên cũng không thường xuyên hiển lộ ra tới. Một khi ra tay, chắc chắn đối phương diệt khẩu. Này đây, việc này cũng không có những người khác biết sau lại hắn chết thời điểm, nguyên bản này khế ước ma thú cũng hẳn là cùng chết đi, nhưng là hắn lại là dùng cực kỳ đặc thù biện pháp, đem kia khế ước hủy diệt chính mình chết đi. Mà để lại kia thanh long tánh mạng. Chỉ là lúc ấy thanh long cũng bị chịu lan đến, thân thể cực kỳ suy yếu, đó là bị phong ấn lên. Thẳng đến sau lại, đông phương gia tộc hậu nhân bên trong, chỉ có cực kỳ cường đại tồn tại. Mới có thể khế ước này thanh long, triệu hoán nó ra tới mà bởi vì đông phương gia tộc người thập phần am hiểu thuần thú cho nên chân chính có tiềm lực phía sau lưng đều chưa từng khế ước ma thú đó là chờ đợi này cơ hội bất quá có thể đem thanh long chịu hoán người không nhiều lắm đông phương vân phong xem như một cái bởi vì kia lưu truyền tới nay biện pháp này thanh long thế nhưng cũng là vẫn luôn chưa từng chết đi bất quá nhưng thật ra theo thời gian trôi đi cùng này chủ nhân đổi mới mà đại đại yếu bớt thực lực bằng không, lúc ấy cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị thương trực tiếp giải quyết. Đó là này thanh long huyết mạch không bằng hoàng kim cự long, cũng không hẳn là là như vậy nhẹ nhàng bị chế phục. Ngay cả vẫn luôn âm thầm quan chiến hoàng kim cự long, đều tâm sinh nghi hoặc. Không biết này thật đánh thật thanh long, vì sao như vậy nhỏ yếu. Như thế, nhưng thật ra có nguyên nhân. Bất quá, cũng thật là châm trọng trong lời đồn thanh long lại là bị đông phương gia tộc người dùng như vậy thủ đoạn lưu tới rồi hiện tại nguyên tưởng rằng kia thanh long là này trên đường lớn cuối cùng long tộc tồn tại lại không nghĩ đông phương vân phong cười khổ lắc đầu nguyên tưởng rằng một khi tế gia thanh long tốt xấu cũng có thể có một đường cơ hội lại không nghĩ lại là trực tiếp bị kim màu bạc ma thú bắt lấy mà hiên viên đêm bản thân càng là có hoàng kim cự long làm khế ước ma thú Hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng thật sự là buồn cười cực kỳ. Nga, kia bổn quân thật đúng là tò mò, này Thanh Long rốt cuộc là ở nơi nào phát hiện? Đông Phương Vân Phong lắc đầu, này ngàn năm thời gian trôi qua. Tổ tiên nhưng thật ra vẫn chưa nói này Thanh Long là từ đâu mà đến Hiên Viên đêm lại là câu môi cười. Đông Phương gia chủ, xem ra ngươi vẫn là không chịu nói thật a. À. Đông Phương Vân Phong trong lòng nhảy dựng trên mặt lại là cường tự chấn định ta biết đến liền nhiều như vậy. Hiên viên thành chủ muốn biết khác ta cũng là thật sự giảng không ra. Hiên viên đêm lại là vẫn chưa tiếp hắn nói, chỉ là tạm dừng một lát, bỗng nhiên mở miệng, hỏi ngược lại, Đông Phương gia chủ, người có biết Vân Thiên Ngân hiện giờ tình cảnh? Đông Phương Vân Phong biểu tình cứng đờ, không biết. Hiên viên đêm cười lạnh một tiếng. Hắn mưu toàn đối bổn quân xuống tay, bất quá cuối cùng lại là trọng thương đào vong nếu không phải bởi vì trong thành việc hắn lúc này đã thành thiên địa chi gian một mảnh cho cốt. Mà hắn đào vong địa phương, bổn quân tuy rằng chưa điều tra rõ, bất quá. Lại là đoán được mấy cái địa phương. Trong đó, liền có một chỗ, không biết Đông Phương gia chủ có từng biết được. Nhìn Đông Phương Vân Phong trầm mặc không nói bộ dáng hiên viên đêm trên mặt ý cười hơi liễm, thanh âm lại giống như cự thạch tạp rừng ở hồ nước bên trong tiệm khởi vô số gợn sóng. Nơi đó, xưng là thánh vực. Đồng phương vân phong đột nhiên thân thể run lên, không thể tin tưởng ngẩng đầu xem ra. Tuy rằng Phượng Trường Duyệt cũng rất muốn cùng đi trước dò hỏi, bất quá vẫn là bị hiên viên đêm cự tuyệt. Nói như vậy dơ bẩn nơi, sẽ ô uế nàng chân, liền làm nàng hào hào đợi. Bất quá, Phượng Trường Duyệt bản thân nhưng thật ra không chịu ngồi yên, suy xét một phen lúc sau, lại là đem tiểu bạch sách ra tới. Tiểu bạch kia thanh long hiện giờ tình huống ra sao? phượng trường duyệt nhìn trước mắt một tiểu đoàn nghiễm nhiên vẫn là một bộ buồn ngủ bộ dáng nhịn không được nhắc tới nó cái đuôi ở không trung lắc lắc tiểu bạch lúc này mới tỉnh táo lại nghe được phượng trường duyệt mở miệng mơ hồ một trận lúc sau đó là ngáp một cái chủ nhân cái loại này đê tiện đồ vật ngài làm gì còn muốn quan tâm phượng trường duyệt ho khan hai tiếng này thiên hạ dám đem long tộc xưng là đê tiện đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có này một con tốt xấu cũng là long tộc Tiểu bạch mắt trợn trắng, thân hình vừa chuyển, đó là phiêu phù ở phượng trường duyệt trước mắt, hai móng ôm cánh tay, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không thèm để ý. Chủ nhân kia cũng đến xem nó là cái gì à? Nếu là tiểu kim như vậy còn chưa tính, bất quá kẻ hèn một cái thanh long, tự nhiên không tính là cái gì. Cái gọi là tiểu kim, chính là hoàng kim cự long, cùng phượng trường duyệt ở bên nhau lâu rồi, một người một thú đối đặt tên đều là không chút nào am hiểu chỉ thích như vậy đơn giản đến cực điểm lại làm người phát điên khởi phượng trường duyệt tự hỏi một chút tự hồ cũng thật là như vậy bất quá nàng phía trước vẫn luôn cho rằng hoàng kim cự long là long tộc cuối cùng